Rồi, hello cả nhà. Chủ đề ngày hôm nay của mình sẽ là một topic trong chuỗi về Trading Resolution trong năm 2023. Thì trong năm nay, Kim mong muốn là Kim sẽ làm một cái series kéo dài có thể là khoảng năm số kỳ gì đó mà nó giúp cho các anh chị em có thể trang bị được một cái foundation một cái một cái base tương đối um, tương đối ok để các anh chị em có thể làm gì ạ à? mình có thể mình biết được cái xu hướng của market nè cũng như mình quản lý tốt hơn các account của mình và mình có cái cách tốt hơn để mình có thể ra vào lệnh một cách hiệu quả À, trong cái topic thứ nhất á, Kim đã chia sẻ vào cách đây 2 tuần đó là topic về nhận định market trong năm 2023 thì đó là một cái topic khá nâng cao so với cái nhận định về xu hướng market mà Kim đã chia sẻ vào đầu tháng 11. Ngày hôm nay trở đi á, thì Kim sẽ làm những cái topic nó tương đối, nó down to earth hơn à, nó gần gũi hơn với các anh chị em để các anh chị em có thể vận dụng được và một cái đầu tiên á bất kể một người trader nào cũng phải biết hay là bất kỳ một người investor nào cũng phải biết đó chính là quản lý rủi ro thì có một cái câu nói mà rất là đơn giản thôi nhưng hiếm người làm được đó chính là trading nó là một trò, trò chơi chờ đợi mình chỉ có việc mình ngồi đó mình đợi và sau đó là mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền thì nghe rất là đơn giản nhưng vì sao hiếm người làm được bởi vì rất nhiều cái yếu tố về tâm lý ví dụ như fomo nè à, khi mà mình vào một mình thấy là có một cái setup rất là đẹp rồi nhưng mà mình cảm thấy không chắc chắn mình không dám vào xong rồi cái khi mà mình thấy có những người khác họ vào à, họ make the money thì mình bắt đầu mình fomo mình nhảy vào thì khi đó đó là rất nhiều người họ đã chốt lời và cái lệnh của mình đó, nó trở thành một cái lệnh lỗ. Hay là cũng có những khi các anh chị em sẽ có một portfolio khá là như giả và mình cứ thấy bất kỳ một cơ hội nào là mình lại tham gia vào, mình lại tham gia vào trade. Nhưng cái vấn đề ở đây, lệnh thắng của mình thì nhiều hơn lệnh thua thật. Mà cuối ngày, thì hoặc là cuối tuần, cuối tháng, ở account mình nhìn lại vẫn không có được lời. Hoặc là cũng sẽ có những trường hợp như các anh chị em thấy á, là tại sao mình cũng vào lệnh đó rồi những người ở lớp họ lớp cho mình họ cũng vào lệnh đó và kể cả những người những người chung tim với mình là những người cùng trong thai họ cũng vào lệnh đó nhưng mà họ lại ăn tiền cuối ngày họ lại win còn trong khi cuối ngày thì mình lại không win được các cái yếu tố nào làm cho chúng ta không có grow được ở nhiều như là chúng ta mong đợi, thì cái chìa khóa nó nằm ở việc quản lý rủi ro. Và Kim biết là các anh chị em trong group mình, các anh chị em ở đây đã nghe rất là nhiều người nói về quản lý rủi ro rồi, và nhiều, nhiều những người chia sẻ về quản lý rủi ro thì họ mang đến cho mình rất nhiều các thông tin bổ ích và họ chia sẻ ở một khía cạnh khác nhau, một khía cạnh nó tương đối sâu về quản lý rủi ro nhưng mà Kim cũng hiểu sẽ có những khi các anh chị cố gắng mình làm theo những điều đó nhưng mình vẫn không thể quản lý được cái rủi ro của mình và khao của mình vẫn gặp rủi ro thì cái vấn đề nó nằm ở đâu vấn đề nó nằm ở chỗ risk management quản lý rủi ro cần phải có một cái hệ thống tức là nó phải có mình phải thực hiện được một cách toàn diện thì cái khao của mình nó mới được protect còn khi mà mình chỉ áp dụng một hoặc là hai trong các yếu tố quản lý rủi ro thôi á thì um, mình chỉ có thể mình de-risk được, mình chỉ giảm thiểu được phần nào các yếu tố rủi ro có thể xảy đến làm cho account mình bị thua lỗ. Mình không thể nào á, mình cứu vãn được cái account của mình hoặc là mình không thể nào mình đạt được những cái lợi nhuận như mong đợi. Thì bốn yếu tố quản lý rủi ro tạo nên một cái hệ thống quản lý rủi ro hoàn chỉnh á, nó bao gồm những gì? nó bao gồm thứ nhất đó chính là mình phải hiểu bắt đầu từ đâu à, rất nhiều anh chị có thể cho kim một số các cái uh, uh, giải đáp nè các anh chị nào đang ở trong chat room nè hay là các anh chị đang ở trong public uh, public chat room nè các anh chị có thể thay vào các anh chị nghĩ là bắt đầu quản lý rủi ro thì từ đâu nhỉ kim sẽ pause lại một chút để các anh chị thay vào trong public chat room hay là trong chat room Để thêm động lực nè, anh chị nào thử trả lời xem sao. Ai trả lời đúng thì Kim sẽ review account miễn phí. <laughs> Kim sẽ review, Kim sẽ giúp anh chị review portfolio miễn phí. <laughs> Cái này hiếm khi nào mình làm lắm nha. Kim thấy là có một số người đang typing. Thì các anh chị nghĩ quản lý rủi ro mình cần phải bắt đầu từ đâu ạ? À? Kim thấy đang type để một xí cho các bạn thay xong ok sizing rồi có câu trả lời là sizing total account value to portray stop loss rất là nhiều các ý kiến hay và thực tế nè để coi Sizing, Tech profit và Tech uh, và take loss, ok. Rồi, cảm ơn các chia sẻ của các anh chị em. Thì những cái điều mà mình đang chia sẻ là những cái điều nó rất là chính xác trong cái hệ thống làm nên cái hệ thống quản lý rủi ro toàn diện. Nhưng uh, một cái quan trọng mà nhiều người quên mất, kim nghĩ là ngày hôm nay ngoài cái quan trọng này thì kim sẽ giúp cho các anh chị em uh, mình khai thông thêm nhiều thứ nữa một xíu nữa đi vào mình mình sẽ nói à, những cái mà chúng ta vừa mới trao đổi với nhau đó, các anh chị em đang thay vào trong cái phần chat room á thì nó là những phần tiếp theo à, chọn điểm vào đúng nào bắt đầu cách chọn stock, là biết stop loss nè à, đó là những hướng hoa hồng à, rồi đó là những cái phần tiếp theo làm nên hệ làm nên 75 phần trăm winning của quản lý rủi ro đó chính là sizing nè cách mà mình hedge account nè và cách stop loss và take profit thì bốn phần này sẽ là bốn phần mà chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi trong ngày hôm nay ha cái quãng đầu tiên trong quản lý rủi ro đầu tiên là tiền đâu hay là nói cách khác cách chính xác hơn là tiền ở đâu nghe lại ha các anh chị em phải nhớ là đầu tiên trong quản lý rủi ro đầu tiên là tiền đâu tiền ở đâu ở đây có nghĩa là gì tức là tiền của các anh chị, cái vốn của các anh chị á nó đang nằm ở đâu. Nếu các anh chị sẽ không thể nào quản lý rủi ro được cho account của mình hay là không thể nào quản lý rủi ro được cho các lệnh của mình, nếu như mình không biết cái số vốn của mình nó đang nằm ở đâu. Nếu như mà các anh chị có một account, một account nhỏ hay là một account nào đó mà các anh chị chỉ dùng để để day trade thì đó là một cái câu chuyện khác mà mình sẽ nói về cái phần sizing, phần sizing và cái phần stop loss và take profit. Nhưng nếu như các anh chị có một cái số vốn một cái account mà trong cái account đó các anh chị có share nè, các anh chị có giữ sell put nè, các anh chị có giữ các cái lệnh về long hay là những cái lệnh về swing nè, hay là giữ những cái lệnh short hay là những cái lệnh long khác. Hay là khi mà các anh chị đang giữ một cái um, các anh chị có thể có nhiều account khác nhau. Các anh chị có thể mình vừa có account day trade nè, vừa có account swing, vừa có account long term, nhưng mà tổng tài sản của anh chị nó không chỉ gói gọn trong cái việc day trade mà các anh chị còn để cái tài sản của mình á, ở nhiều cái equity khác nhau và nhiều cái position khác nhau, ví dụ như là position về option hay là position về share. Thì cái câu hỏi đầu tiên á để mình quản lý rủi ro phải là cái số tiền của mình nó đang nằm ở đâu vậy? Tại sao cái câu hỏi này nó lại là một cái câu hỏi cực kỳ quan trọng? Tại vì sẽ phải làm sao mà các anh chị đang trong một cái hướng là các anh chị đang bullish, các anh chị đang trong một cái mindset là cực kỳ bull market và kể cả cái cái lon thơm hay là cái swing của các anh chị cũng toàn giữ các lệnh lon như là giữ share, nè giữ các lệnh kho nè giữ lệnh sell put hay là giữ lệnh credit put xong sau đó tới hồi mà mình vào mình day trade mình vào mình day trade mình cũng chỉ nhìn thấy những setup bullish mình nhìn đâu mình cũng thấy là muốn vào bắt đáy hết thế là mình nhảy vào mình cũng toàn lệnh kho và lỡ mà cái ngày hôm đó market nó chưa bull nó vẫn là đi sideways consolidation choppy hay là cái ngày hôm đó market nó không những không buôn mà nó còn bear nữa. Thì các anh chị phải làm sao? Và cũng như sẽ làm sao nếu như mà cái portfolio của mình á, giữ toàn là lệnh short không. Xong rồi ngày hôm đó mình vào mình day trade với một cái tâm thế là mình phải đi short. Rồi sau đó là cái ngày hôm đó lại là một ngày market rally. Và có những cái những cái trường hợp khác mà cái việc mà các anh chị vào bất kỳ một lệnh swing mới nào hay là các anh chị vào bất kỳ một cái lệnh day trade mới nào á hoặc là bất kỳ một cái lệnh long term mới nào á nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc á cái portfolio của các anh chị đang giữ những gì đó là vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai có những người á ở cao của mình có tiền kim không nói là ở cao các anh chị có nhiều tiền hay là có ít tiền đơn giản là còn tiền dư còn cash và thế là mình nhìn thấy lệnh gì mình cũng thích. Mình nhìn ở đâu mình cũng thấy cơ hội hết á. À, mình nhìn lệnh của Kim mình cũng thích. Mình nhìn lệnh của Sơn, của Yoda, của Ai, của Quân, của Bảy, Eric. Lệnh nào mình cũng thấy là oh, có tiềm năng, có cơ hội mình vào. Và tới một lúc nào hoặc là chính các anh chị em nhìn thấy có tiềm năng các anh chị em tự vào. Tự dưng á, tới khi mà mình nhìn lại á, à, các cái lệnh của mình á, nó lỗ. Và mình cần phải roll hoặc là mình cần phải average down thì mình nhìn lại cái số tiền cash của mình á nó chỉ còn có khoảng chừng 10% nữa thôi mà nếu như mà mình bỏ 10% đó vô là coi như lỡ có chuyện gì là khao mình banh luôn đó là hai điều mà nó dẫn tới cái việc á, cái câu hỏi đầu tiên á, trước khi các anh chị em quản lý rủi ro và cứ mỗi ngày các anh chị em phải quản lý được á, đó chính là đầu tiên là tiền ở đâu tiền đâu các cái số vốn của các anh chị em nó đang nằm ở các position nào? Mình có thể nói một cách đơn giản nè, là mình chia làm hai loại, một là các long position và hai là các short position. Mình có thể mình chỉ nghĩ đơn giản như thế này. Tổng cái số long position của mình á, tổng cái số long position của mình á là bao nhiêu? Bao nhiêu tiền vốn? Tức là tổng cái số vốn C của mình là bao nhiêu nè? À, cái vốn ở đây á, thì mình tạm gọi là cái số vốn tại thời điểm mà các anh chị em đang trade Tại thời điểm đó, chứ nó không phải là ví dụ như các anh chị em bỏ vào đó 100 ngàn Bây giờ nó lên thành 120 ngàn hay là bỏ vào 100 ngàn, bây giờ nó chỉ còn có khoảng 7 80 ngàn thôi Thì các anh chị em lại tính bác lại đó là 100 ngàn cái vốn ở đây để mình ra các quyết định về trading của mình nó sẽ phụ thuộc vào cái position cái tiền ờ cái tiền cái giá trị của position của các anh chị em tại thời điểm đó là cái mình phải biết được là ngày hôm nay các long position của mình bao gồm tổng giá trị share nè tổng giá trị các option uh, buyer mà theo hướng đánh lên buy call, debit call hay là các cái số vốn mà mình cần phải À, mình cần phải collateral cho sell put nè, hay là các cái số vốn mình đang collateral cho credit put, tổng cái này nó gọi là long position của mình là bao nhiêu? Và tổng các short position của mình á nó là bao nhiêu? Hai cái này nó tương quan gì với nhau? Có cái nào nó trội hơn cái nào hay không? Chiếm bao nhiêu phần trăm trong số cái số vốn của mình và cái số tiền cash của mình còn lại là bao nhiêu? Cái đầu tiên là các anh chị phải control và các anh chị phải biết được cái đó chỉ cần á, các anh chị em thấy á, mỗi lần mà lên mình nhờ bảy hay là nhờ bất kỳ ai tư vấn về account thì đầu tiên cái câu hỏi của tụi em lúc nào cũng sẽ là vốn của anh chị còn bao nhiêu cash của anh chị là còn bao nhiêu đúng không cái đầu tiên nó là tiền đâu chứ không phải là mình đầu tiên mình nhảy vào mình nói là mình muốn clean up account mình muốn uh, chỉ cho các anh chị là các anh chị trade kiểu này các anh chị trade kiểu kia cái thế là tụi em cứ nhảy vào tụi em nói về kiểu trade cái câu hỏi đầu tiên khi mà các anh chị em hỏi là làm cách nào để về bờ cách nào để build account thì cái câu hỏi đầu tiên của mình sẽ là cái vốn của các anh chị có bao nhiêu và các anh chị còn bao nhiêu cash thì từ cái câu hỏi này mình mới tính tới cái chuyện sizing đó là cái yếu tố thứ hai trong cái vấn đề về quản lý rủi ro và cái yếu tố sizing này thì nó lại khác nhau À, các anh chị em nhìn thấy những cái bán khác à. cái bán khác 3 tầng á thì nó khác với cái bán khác một tầng và nó cũng khác với cái cấp khác cái ở nó cũng như vậy cái sizing á của các anh chị em có ở khao lớn ví dụ như là khao từ hai ba trăm ngàn trở lên một hai triệu trở lên thì nó sẽ khác với những người có một cái ở khao nhỏ một cái hoặc là một cái ở khao vừa đủ chỉ có khoảng vài chục ngàn và nó cũng sẽ khác với những người mà có một cái số vốn ban đầu cực kỳ nhỏ, chỉ có khoảng 1 2 ngàn. Đúng không nào? Thành ra khi mà nói sizing á, mình phải biết được á, cái sizing cho cái account của mình á là thuộc vào account của mình đang ở cái loại account như thế nào. Để mình có thể mình lựa cái hướng mình trade và nếu như mà ở kha của các anh chị á, càng lớn thì nguyên tắc như thế nào à, mình không bao giờ mình bỏ hết trứng vào một rổ mà mình sẽ cân bằng giữa các cái loại tray mình có thể là mình chia ra nhiều cái loại tray hoặc là mình chia nhiều cái dạng position khác nhau, nếu mà chúng ta có một cái account lớn okay, ví dụ, một cái account mà từ 25.000 trở lên chúng ta vừa có thể day tray, chúng ta vừa có thể swing một cái account có từ 50.000 trở lên, mình sẽ thoải mái mình vừa day trade, mình vừa swing và không chỉ mình swing những cái lệnh buyer mà chúng ta còn có thể swing những cái lệnh seller một cách thoải mái, bao gồm những lệnh seller naked. Một cái account mà có từ khoảng 125.000 hay là vài trăm ngàn trở lên thì chúng ta làm gì ạ? À? Chúng ta có thể đầu tư stock cho lon thơm. Chúng ta cũng có thể mình vừa lon thơm nè, mình vừa day trade nè, mình vừa swing nè, swing buyer, swing seller, swing cái gì cũng được. Còn nếu như mờ cao của mình càng nhỏ thì cái việc lựa chọn của mình á, nó phải theo cái hướng á, là build account mỗi ngày. Làm thế nào mà mình có thể control được cái dòng tiền mỗi ngày ra vào mình đều có thể mình manage được nó, được cái profit và được cái loss mỗi ngày. Ví dụ như account của mình chỉ có khoảng tầm 5 ngàn trở xuống thôi. Thì cái cách á, mà tốt nhất các anh chị em có thể dùng á, là mình có thể mình day trade. Thì như vậy á, cái sizing á sẽ phụ thuộc vào account của mình lớn bao nhiêu để mình có thể mình lựa chọn những cái cơ hội cho mình và bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào cái phần uh, sizing để mình biết xem là ồn như vậy thì từng loại account các cái sizing của mình phải như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ nói trước về cái sizing cho hai loại account Hồi nãy là mình đang nói, mà giới thiệu về sizing cho các, về mình sẽ sizing khác nhau như thế nào cho account từ lớn tới nhỏ. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái sizing cho hai loại account. Là một loại chỉ dùng để day trade. Và một loại chỉ dùng, và một loại là có cả những position swing nữa. Và cái loại này á, thì nó gồm những cái gì luôn ạ? À? Nó sẽ gồm luôn những cái position mà các anh chị em có thể giữ lon thơm. À, tại vì kim tạm kim chia làm hai loại như thế này để cho các anh chị em mình có thể dễ mình lấy cái ví dụ một là khao chỉ dùng để day trade thôi, không dùng làm gì khác và hai là loại account, khao ngoài việc mình day trade mình còn giữ những cái lệnh qua ngày hoặc là các cái lệnh lon thơm nữa. Như vậy với một cái khao dùng cho day trade các anh chị em sẽ phải chia cái account như thế nào? Hay là nếu như các anh chị em có một cái account lớn mà dùng cho rất là nhiều các cái mục đích vừa day trade, vừa swing, vừa long term thì á, cái portion, cái phần mà các anh chị em sử dụng cho day trade á, các anh chị em sẽ phải chia nó như thế nào? Cho từng cái ngày day trade của mình. Thì đây là cái ứng dụng. Cái đầu tiên á, trong cái vấn đề về day trade á là mình phải chia đều vốn. Các anh chị em sẽ thấy về hai cái kiểu mình khách bánh pizza. Một cái kiểu là có những người họ khách theo cái những cái đường thẳng, những cái đường dọc và những cái đường ngang đơn giản vậy thôi. Và một cái kiểu thứ hai là các anh chị em sẽ thấy là nó sẽ theo những mình sẽ chia đều, mình sẽ chia theo những cái đường xéo, những cái đường mà lấy cái cái đường tròn ở giữa làm tâm và mình sẽ chia đều. Thì cái việc mà khi các anh chị day trade, các anh chị cũng phải chia đều cái số vốn mình day trade như vậy. Và chia đều là đều như thế nào? Có phải là cái nào mình cũng vào hai contract hay là cái vào cái nào mình cũng vào 10 contract không? Không phải. Chia đều ở đây tức là mình đang nói về việc vốn là mình chia đều tiền. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như các anh chị em Sử dụng 5.000 hoặc là 10.000 Mình nói 10.000 cho nó dễ tính ha. Các anh chị em sử dụng 10.000 Cho cái việc day trade Thì như thế nào ạ Với 10.000 đó Các anh chị em phải chia Làm những cái lệnh có số vốn bằng nhau Những cái phần có cái số vốn bằng nhau Ví dụ như là mình chia là 10 Và khi mà mình chia Mình chia sẽ phụ thuộc vào những cái yếu tố nào mình sẽ phụ thuộc vào yếu tố là khi các anh chị em day trade á các anh chị em sẽ có một cái một cái estimate à, hoặc là một mình sẽ có một cái thói quen là thông thường một ngày mình sẽ vào bao nhiêu lần mình sẽ vào bao nhiêu cái day trade có những người á thì một ngày họ có thể họ vào hai ba cái day trade nhưng mà có những người á trong một ngày á họ chỉ là, uh, kim lại ok có những người một ngày họ vào hai ba cái day trade nhưng mà có những người một ngày á, họ sẽ có thể họ vào bảy tám cái day trade trong một ngày thì cái vấn đề ở đây á, là các anh chị em mà day trade mình biết là mình sẽ day trade trung bình bao nhiêu lần trong một ngày thì các anh chị em phải nhân đôi nhân 1.5 cái số lượng đó để các anh chị em ra được cái số miếng bánh mình phải chia bây giờ kim ví dụ nha nếu như mà các anh chị em mình hay day trade khoảng tầm 6 hay là 7 lần trong một ngày Thì các anh chị em sẽ chia cái miếng bánh là cái số vốn của mình ra là 10 lần Còn ví dụ như các anh chị em nghĩ là mình chỉ có day trade khoảng tầm 3 lần một ngày Mình sẽ thấy là mình vào ba cái shop khoảng tầm ba cái shop một ngày Thì mình chia cái miếng bánh của mình ra khoảng 5 lần Đó là những cái estimate Cái point ở đây là cái gì? Cái point ở đây á, là mình chia cái tiền của mình ra làm sao để thứ nhất mình vào được đầy đủ các cái lệnh, các cái số lượng lệnh như là thói quen thông thường của mình và cái thứ hai mình chừa cái đường, mình chừa cái phần vốn để mình average down khi mình cần. Đó là hai cái point. Như vậy thì Ví dụ như một ngày mình có thể là mình vào khoảng 7 cái lệnh day trade hay là 8 cái lệnh day khoảng 7 cái thì mình chia account của mình 6 7 cái thì mình chia account mình ra là 10 lần. Thì như vậy á với số vốn 10.000 cứ mỗi một phần như vậy nó sẽ là 1.000. Thì cái 1.000 đó đó mình sẽ tính nó không phải là nhất thiết á tại vì khi các anh chị em vào các anh chị em mua option Người ta không có bán như kiểu bán share Có nghĩa là fraction of share À, mà người ta chỉ có bán cho các anh chị á, là trọn vẹn một cái option thành ra đó là cái một ngàn sẽ là cái estimate của mình cái gần đúng của mình chứ không phải là mình sẽ ráng mình vào vò đầu bứt tay làm sao để mình ráng mình vào đúng một ngàn thì mình mới vào không đúng một ngàn mình không vào có nghĩa là gì ví dụ như cái một ngàn đó mình vào một cái lệnh có cái giá là 90 đồng một option thì chúng ta có thể vào được 11 lệnh. Nhưng nếu như là tức là cái tổng giá trị của nó là 999, 999 đúng không? Còn nếu như mà các anh chị em á mình vào một lệnh là 300 à 300 cho 350 đi ha, 350 thì các anh chị em có thể vào được 3 lệnh. Và cái giá của nó sẽ là 1050. Thì miễn là mình có một cái con số làm cái scale và mình canh cái số lượng lệnh của mình á theo đều cái scale đó thì nó sẽ bảo vệ cái grow an toàn cho các anh chị em vào cuối ngày. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các anh chị em vào đều một cái phần lệnh như vậy là 1 phần 10 account, 10% của account, của account day trade nha. Thì ví dụ như cái lệnh, một cái lệnh nó thắng được 50% và cái lệnh kia nó thua nó thua 50 nó thua 20 30% phần trăm thì điều đó có nghĩa là gì điều đó có nghĩa là cái lệnh thắng nó vẫn bù được cái phần lỗ cho cái lệnh thua vờ cao mình cũng có lời còn nếu như mà các anh chị em chia một cách không đều như cái miếng bánh ở trên đây thì sẽ có những khi lỡ biết đâu cái lệnh lỗ nó lại rớt vào những cái lệnh mà mình vào biết mình vào heavy còn những cái lệnh lời lại đưa vào những cái lệnh mà nó chỉ có slight money những cái lệnh mà cái số vốn rất là ít thì như vậy cái lỗ nó thường nó hay bị lấn sang những cái phần lời mình có thể kiếm được và cả ngày hôm đó hay là cả tuần đó mình chỉ có loay hoay mình đi gỡ lại các cái phần lỗ mà thôi cho nên quay trở lại recap đầu tiên mình phải biết các position của mình á là các số vốn nó đang nằm ở đâu và cái thứ hai á là khi mà mình sizing á mình sẽ sizing đều vào các cái lệnh À, vào các cái lệnh khi mà mình day trade thì nó phải được chia thành các cái phần bằng nhau và một xíu nữa kim sẽ nói sâu hơn vào cái phần khi mà mình sizing á, thì mình sizing cho các cái lệnh long hay là short như thế nào thì đó là cách sizing cho day trade cái thứ hai nữa đó là sizing cho các cái portfolio mà có cái gì ạ à? có cái swing có cái cần có các cái swing position hay là có các cái long term position. Thì các anh chị em thường thấy một cái formula nhất định. Nhưng mà nếu mà anh chị em trade đã lâu, á các anh chị em sẽ thấy một điều nè. Các cái formula này, cái formula về sizing, tùy vào bull market hay là bear market mà nó khác nhau. Không phải lúc nào mà chúng ta cũng giữ hư hư cash. Hay là không phải lúc nào mà mình cũng ráng mình đổ vào các position càng nhiều càng tốt. Ví dụ như là trong bull market, market dễ trade, ổn định. Thì lúc này chúng ta có thể chia cao của mình thành cái gì ạ? Mình có thể chia cao của mình thành 50% cho long term. Các position long term mà mình có thể mình giữ ở đó, mình ăn dividend hoặc là mình để giống như một cái số tiền saving cho mình mà kiếm được nhiều cái profit hơn là mình để tiền ngân hàng hoặc là mình bỏ vào những cái những cái công việc đầu tư khác, những cái khoản business khác. Và bên cạnh đó đó thì 30% của mình mình sẽ giữ cho cash. Để nếu mà chúng ta cái phần cash này mình có thể làm gì ạ? À? 30% cash này nè, nếu mình thấy cơ hội thì mình có thể mình bỏ vào hoặc là mình có thể mình lấy 5 hoặc là 10% trong cái số cash này để mình day trade mình kiếm lời theo những cái cơn sóng của một cái market bull run. Và cái swing lúc này á, thì nó sẽ chiếm là 20% cho cái phần swing. Các anh chị em nào mà đã swing trong một cái bull market khoảng năm sau Covid 2020-2021, các anh chị em thấy rất là sướng. Tại vì cái swing của nó như thế nào, á, các anh chị em càng để lâu nó càng lời. Nhiều khi mình vào một cái lệnh day trade, một ngày mình lời có vài chục phần trăm, nhưng mà một cái lệnh xuyên mình cứ để đó một hai tuần, một hai tháng mình nhìn lại mình thấy nó lời bốn năm trăm phần bảy tám trăm phần trăm, easy. Thì á, cái đó là cái cách mà chúng ta nên sizing trong một cái bull market. Thì khi mà market có thể recover sau tất cả những cái recession mà mình đang tiên đoán trong năm 2023 và 2024 thì lúc này chúng ta có thể build cái account của mình xoay quanh cái cách sizing như thế này. 50% long term, 30% cash và 20% cho swing. Nhưng mà nếu như mà chúng ta bước vào một bear market, giống như thời gian hiện tại các anh chị đang ở bear market, vì sao các anh chị luôn luôn nghe một cái warning á, của rất là nhiều người là đừng có nên swing, chỉ nên day trade thôi. Nhưng mà bây giờ ngặt một cái, á, lỡ mà mình không biết day trade, mình không có thời gian giả sử công việc của mình đó là nó nằm đúng cái múi giờ day trade mình phải vào và mình phải ra uh, mình phải đi làm ngay đúng cái giờ mà, mà market mở cửa thì làm sao mình day trade hoặc là mình không có khiếu về day trade mình không thể nào mình phản ứng nhanh được về day trade day trade không phải là con đường dành cho mình thì làm sao mình day trade được đúng không nào thì á, một cái portfolio mà các anh chị build ở trong cái bear market đó nó phải có cái sizing khác đi. Cái lúc này ở đây á thì chúng ta sẽ giữ gì ạ? À? Trong một cái bear market nó vẫn sẽ luôn tìm tàn những cơ hội để các anh chị em lốt lon hơn. Các anh chị em sẽ rất là hiếm thấy những cái xe ví dụ như là Tesla từng lên cái mức giá là 400. Bây giờ thì nó đã chạm về những cái mức giá 100 trong tuần trước và bây giờ thì giá của Tesla nó cũng chỉ ở around có khoảng 122 đồng mà thôi. Đó là những cái cơ hội mà các anh chị em có thể mình lốt vào những dần dần những cái position vào lon thơm thì 30% phần trăm trong cái portfolio của mình trong bear market nó sẽ nằm ở lon thơm và đây cũng là cái cách mà các anh chị em sẽ để ý những cái hedge fund à, những những cá mập họ áp dụng Ví dụ như là anh chị em nào đã nghe Kim chia sẻ về các nhận định xu hướng hay là các indicator bắt đáy mình sẽ nhớ là có một cái indicator về cái dòng tiền của insider buy and sell ratio đúng không thì mình sẽ thấy là trước khi trên cái đường mà market nó rớp nó rớt đến cái bottom sẽ có một cái nhịp trước khi market đạt bottom mà lượng buy của insider của market của market maker họ đổ vào cực kỳ nhiều tức là sao ạ à? tức là khi mà các anh chị em đã đầu tư long thơm không cần mình phải đợi tới cái bottom mình mới lót vào mà chúng ta có thể canh những cái nhịp, những cái support cực kỳ quan trọng và những cái cơ hội cực kỳ tốt để mình lốt vào từ từ những cái xe lon thơm cho giá hời. Nhưng mà đừng có lốt quá nhiều, 30% thôi. Còn 60% còn lại mình làm gì ạ? À? Mình giữ cash. Mình giữ cash để mình làm gì ạ? À? Mình giữ cái cash này á để khi mà market nó đã confirm là nó đảo chiều, nó recovery thì lúc này chúng ta sẽ mạnh dạng mình lốt vào thêm các cái position cho lon thơm hay là các position cho swing khác để mình leverage được cái vốn của portfolio của mình và mình lái cái sóng tăng nó nhanh hơn và 10 cái phần trăm còn lại thì chúng ta dùng làm gì? Lúc này chúng ta có thể dùng để swing hay là chúng ta có thể dùng để day trade và ưu tiên á, nếu như mà các anh chị chị em á, mình chỉ biết về mua bán xe hay là các anh chị em chỉ biết về buy call buy put thì mình nên ưu tiên mình day trade nếu như mình có thể mình có kỹ năng tức là mình có tính kỷ luật nè hoặc là mình có thể là mình vào mình mình ắt nhanh nhanh gọn lẹ mình vào một cái lệnh mình ra một cái lệnh đủ lời là được thì chúng ta có thể dùng 10 cái phần trăm cái portfolio này của mình để mình có thể kiếm tiền mỗi ngày và mình nên day trade mỗi ngày nhưng mà nếu như mình cái năng khiếu của mình nó không nằm ở day trade hoặc là nó có thêm một cái năng khiếu khác ngoài day trade ví dụ như là năng khiếu về swing thì lúc này mình có thể swing trong bear market được hay không có nhưng cái swing trong bear market nó khác cái swing ở trong bull market cái swing mà trong bull market các anh chị em á, mình chỉ cần biết mua bán xe mình chỉ cần mình biết là buy call buy put là đủ kiếm tiền được nhưng mà khi mà các anh chị em mà muốn swing á, trong bear market các anh chị em phải thông thạo và linh động về các loại option bởi vì sao bởi vì á, cái đường đi mà trong bear market nó rất là choppy có những khi chúng ta sẽ thấy là những cú xả mạnh của market nhưng mà sau đó, đó nguyên một thời gian dài nó đi ngang rồi tự dưng nó bắn ngược lên nếu như mà chúng ta chỉ áp dụng những cái cách trade đơn giản, ví dụ như là share hay là chúng ta chỉ áp dụng như là ví dụ như là share thì cái số vốn của mình phải cực kỳ lớn và nhiều khi nếu mà mình quản lý cái account mình không kỹ, mình không có biết cài những cái lệnh stop loss hay là take profit trước á để mình ra được trước pre market hoặc là after hour thì nhiều khi những cái share đó của mình dù là short hay là long thì cũng rất là dễ bị bị lỗ ngược lại. Hoặc là nếu mà các anh chị vào buy, buy call, buy put thì chúng ta cũng sẽ rất là dễ bị IV cross và theta cắn. IV mà ở trong bear market nó, nó trôi nổi bất thường. Có những khi các anh chị thấy IV nó tăng gấp 3, gấp 4 lần bình thường rồi ngày hôm sau nó sụp trở về lại cái trạng thái ban đầu. Thành ra là nhiều khi mình chơi mình đánh đúng hướng market nhưng mà lệnh của mình vẫn thua. Hay là nhiều khi market nó sẽ không đi đúng. Cho đến khi nào không đi đúng ý mình, cho đến khi nào cái lệnh của mình bị cắn hết hay tà hoặc là IV cross hết rồi market nó mới đi đúng. Thành ra đó, cái swing mà trong bear market á, mình phải thông thạo và mình phải linh động sử dụng các loại option. Ở đây là gì? Ngoài cái việc biết buy call, buy put các anh chị còn phải biết sell call, sell put, phải biết debit call, debit put hay là credit call, credit put. Để làm gì ạ? À? Để những khi á, mà những cái setup nó ra, setup cho swing là 50-50 hay là 60-40, thì các anh chị em có thể mình dùng các cái lệnh của seller, ví dụ như credit card, credit put để mình đánh. Và mình có thể mình roll được, mình mua được thêm thời gian, mình bảo vệ an toàn cho account của mình. Còn nếu như mà các anh chị em thấy là cái market kịch mà nó đi cái xác suất thắng của nó trên 80% những cái lệnh những cái support gọi là quá cứng luôn rồi không thể nào thủng được nữa ví dụ như test là 100 thì làm gì ạ à? mạnh dạng vào xe mạnh dạng vào bay kho và sau đó thì chốt lời khi mà nó đạt những cái ngưỡng khoảng 25-30% là mình trim bớt, mình chốt lời. Thì như vậy, trong cái swing market, mình phải thật sự mình linh động, để mình có thể mình chuyển hóa giữa các cái loại option này để mình giành thắng lợi. Còn nếu như mà các anh chị muốn swing mà trong bear market nhưng mà các anh chị chỉ biết mỗi một cái buyer option thôi á thì lời khuyên thật lòng á là mình nên day trade. Còn nếu như mà mình day trade không được luôn á thì mình nên làm gì ạ? À? Mình nên canh những cái setup khi mà market nó chạm đến những cái kháng cự quan trọng như cái kháng cự mạnh của nó. Hoặc là sao ạ? À? Hoặc là đến khi nó rớt về những cái đấy mà không thể nào bo đồng hơn được nữa. Bắt buộc phải có những cái cú đảo chiều. Thì lúc đó, đó, thì chúng ta sẽ mạnh dạng chúng ta vào các cái position của mình. Còn nếu không á, thì ôm cash và lốt dần dần vào long thơm sẽ là lựa chọn cho các anh chị. Và cái sizing á, ngoài cái việc nãy giờ mình nói về gì ạ? À? Size account, mình nói về phong cách Tray và phong cách Tray ở trong điều kiện Market Bull và điều kiện Market Bear. Bây giờ mình nói tới sizing theo chức năng. Sizing theo chức năng có nghĩa là cái gì? Cho các cái lệnh swing. Kim sẽ không có nói đến các cái position long term mà các anh chị em lót vào mà ở đây. Kim nói về swing là Đa phần là Kim đang nói về các cái buy call, buy put hoặc là những cái lệnh sell call, sell put hay là uh, debit call, debit put, sell credit call, credit put tức là những cái lệnh swing về option. Thì cái swing về option đó, nó có cái chức năng của nó chứ nó không phải là mình cứ thấy một cái setup đẹp là mình nhảy vào mình swing. Vì sao nó có cái chức năng của nó? Bởi vì cái câu hỏi đầu tiên à, đầu tiên là tiền đâu? Nếu như, á, và cũng giống như cái ví dụ đầu tiên của Kim dành cho các anh chị, nếu như mà một cái account của các anh chị ôm toàn lon không à, mà mình đang trong một cái bear market, hay là mình đang trong một cái uncertain market, không biết là nó sẽ xuống bất cứ lúc nào, nó xả bất cứ lúc nào, hay là liệu nó hồi lên, nó hồi lên được bao nhiêu thì các cái position swing của mình nó nó phải có vai trò gì ạ à? nó sẽ có hai cái vai trò nó có cái vai trò một là vai trò để hedge và hai là vai trò để leverage khi mà các anh chị không có trả lời được cái câu hỏi đầu tiên á là đầu tiên là tiền đâu á, thì khi mà các anh chị sizing swing dù các anh chị có sizing cho đúng theo những cái percentage này hay là các anh chị có sizing, có take loss, có cut loss hay là có take profit như thế nào cho nó đúng? Các anh chị vẫn thấy cờ khao của mình nó, đỏ. Nhiều khi các anh chị vẫn thấy cờ khao của mình nó nó đi xuống. Nó không phải là đỏ tạm thời nữa mà nhiều khi là nó nó bằng luôn hoặc là nó đi xuống chứ nó không tăng được. Thành ra đó, cái mà mình hiểu ở đây là gì? Cái swing nó có cái chức năng của nó. Cái đầu tiên đó, mình hiểu cái account của mình đang giữ cái main position là cái gì? thì cái swing nó sẽ đóng vai trò là hết hoặc là leverage cho cái main position trong cái account của các anh chị. Thì ở đây khi mà mình sizing swing theo chức năng nè và theo account nè thì mình sẽ có đó là ba cái loại swing. Cái loại swing thứ nhất là swing theo trend. Swing theo trend có nghĩa là gì? Và mình áp dụng khi nào? Khi mà các anh chị không giữ bất kỳ một cái lon thơm, không giữ bất kỳ một cái xe, không giữ bất kỳ một cái nào hết. Ở kha của anh chị, các anh chị là 100% là cash. Và các anh chị mới bắt đầu đặt cái viên gạch đầu tiên cho lệnh swing vào đó. Thì cái swing này nó gọi là swing theo trend. Thì khi mà các anh chị swing theo trend, Kim biết là có nhiều người chơi theo cái cách này. Bởi vì ví dụ như là ở của một số bạn á, mà nhờ kim tư vấn á, ở cao của các bạn tầm hai mươi mấy ba mấy ngàn á, các bạn chưa có willing các bạn bỏ vào long thơm cho nên là ở mà các bạn cũng không day trade được thành ra là ở cao của các bạn chỉ dùng để canh setup vào swing thì cái swing đó nó gọi là swing theo trend do là ở mình không giữ cái gì vào swing hết vào vào những cái position khác hết thì cái swing theo trend này nè mình phải lốt như thế nào cái swing theo trend này nè. Nó cũng phải bảo đảm theo cái size ở cao của các anh chị. Là ví dụ như ở cao của mình nè, 20.000. 20.000 á thì cái swing theo trend của mình nè. Gọi là cái swing theo trend ở đây nè, nó chiếm là 10% ở cao. Hoặc là nếu như mà cái ở cao của các anh chị nhỏ hơn, khoảng tầm ví dụ như cái account cao 20.000 đó các anh chị nói là mình chỉ muốn swing thôi, mình không muốn lon thơm thì lúc này mình có thể lấy khoảng 10 20% cái cái account của mình vào cho swing. Thì như thế nào ạ? Cái swing đó đó, cái số tiền đó đó. Cái số phần vốn của swing đó đó. Mình lốt vào từ từ cho cái swing theo trend. Và mình phải canh setup đúng để mình vào. Thì đó, cái cách mà mình mình vào tiền á nó không phải là mình thấy à nó sẽ đi xuống là các anh chị đổ một lần tiền các anh chị vào các anh chị đánh xuống hay là ồn nó sẽ lên là các anh chị đổ một lần tiền vào các anh chị đánh lên mà nó sẽ như thế nào ạ à? nó sẽ là đầu tiên á, cái position đầu tiên á, là các anh chị chỉ vào khoảng 10 đến 20 phần trăm cái normal size thôi ví dụ như một cái lệnh swing của mình một cái position swing của mình á mình muốn là mình sẽ vào khoảng 3.000 thì bây giờ mình lốt trước khoảng tầm 600 cho cái position swing đó và sau đó, đó là mình sẽ canh gì ạ? Mình sẽ canh một là khi mà nó đến ví dụ như cái position swing của mình là một cái position swing put pie đi, put spy đi. Tại vì mình biết đó là khi mà recession nó xảy ra nặng nề vào năm 2023 năm nay nè, thì cái market nó sẽ đạt bottom trước đó và khi mà market nó đạt tới bottom á, thì nó có thể tiến về những cái mốc ví dụ như 303, 304. 302 chẳng hạn như vậy thì như vậy bây giờ mình sẽ từ từ mình load cái position của mình vào ở những cái mốc kháng cự quan trọng của spy và khi mà mình load cái position đầu tiên vào thì mình chỉ load vào khoảng 10-20% thôi ví dụ như là mình load vào ở cái mốc 398 mình load vào khoảng 10-20% hay là 395 mình load vào tầm 10-20% rồi sau đó mình làm cái gì ạ à? mình sẽ đợi mình sẽ đợi để mình lốt tiếp những cái position còn lại. Mình sẽ đợi khi nào? Khi một á, là nó lên tiếp những cái mốc kháng cự. Ví dụ như là từ 395 mình lốt, 405 mình lốt, 410 mình lốt, 395, 403 và 410 mình lốt thêm một lần nữa. Và 418 mình lốt thêm một lần nữa là đủ cái position của mình. Hay là giả sử như mình lốt vào 395, 403 Xong rồi nó chạm ngay cái đường kháng cự Và nó đau xuống luôn Thì lúc này mình sẽ đợi nó làm cái gì ạ à? Nó phá vỡ Nó phá vỡ cái position Nó phá vỡ những cái support mạnh của nó à, Một xíu nó Kim sẽ cho các anh chị à, Thầy ví dụ luôn Ví dụ như Ví dụ như là mình load ở những cái mốc khoảng 398, 403 Hay là 395, 398 Và nó reject ra khỏi cái kháng cự à, Reject khỏi cái kháng cự mạnh này Và nó đeo về thì lúc này mình có thể lốt thêm ở đâu ạ? À? Mình có thể lốt thêm khi mà nó break ra khỏi cái đường hỗ trợ mạnh này của con spy. Hoặc là sao ạ? À? Hoặc là với cái position của mình đã lốt vào được 40% thì lúc này mình có thể chốt lời và mình roll xuống những cái strike thấp hơn khi mà cái spy nó đã break ra khỏi cái hỗ trợ quan trọng này. Tức là một là các anh chị add up thêm position vào mình đi CA nhưng mà mình đi CA up và hai là các anh chị sẽ làm gì ạ à? hai là các anh chị sẽ roll từ cái tiền lời của mình mình roll lên để mình ăn thêm thì cái swing đó nó gọi là swing theo trend và khi mà các anh chị swing theo trend á thì mình chỉ vào cái initial đầu tiên á, là từ 10 đến 20 phần trăm cái normal size của mình mà thôi 10 hay là 20 phần trăm thì nó phụ thuộc vào cái size account của các anh chị lớn hay nhỏ và nó phụ thuộc vô là cái, cái cái, điểm tại cái thời điểm các anh chị vào cái xác suất của nó cái xác suất thơ nào của nó là bao nhiêu phần trăm và mình sẽ phải lốt vào nhiều lần chứ không phải là một lần là mình đã all in hết cái lệnh đó đó là cái point thứ nhất cái thứ hai nữa đó là nếu như mà ở cao của các anh chị thuộc vào loại mình đã giữ thêm nhiều cái position khác thì lúc này sao ạ? xuyên Swing nó đóng hai vai trò hedge hoặc là leverage Hash nghĩa là cái gì? Mem position của các anh chị là gì? Thì cái hash nó sẽ đi ngược lại với cái mem position. Kim ví dụ, mem position của nhiều người thường là sell put hay là share, tức là long. Thì cái hash nó sẽ là các cái lệnh put hay là các cái lệnh credit call. Thì nó sẽ là cái hash cho cái position của các anh chị. Và cái hash này nè, mình sẽ vào cái size bao nhiêu? Mình sẽ vào cái size từ 1 cho đến 10% cái vốn của cái main position. Ví dụ, ở đâu thì mình vô 1, ở đâu thì mình vô 10. À, cái này để xíu nữa nói về phần hedge Kim sẽ nói sau hơn. Rồi, cái loại swing thứ hai á là cái swing bởi vì leverage cho cái mục view leverage. Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là bây giờ cái main position của các anh chị chưa có lời lại được nhưng mà rõ ràng là bây giờ các anh chị thấy là nó sẽ đi theo cái hướng của các anh chị muốn thành ra là mình muốn bây giờ mình còn tiền thì mình muốn tận dụng cái cú đẩy này ví dụ như là xe của mình đang giữ mình đang giữ xe của amazon đi ở cái mức giá là khoảng một trăm ba bây giờ amazon nó mới có chín mươi tám thôi à thành ra đó là xe amazon vẫn còn lỗ nhưng mà bây giờ mình biết là Amazon nó chạm đáy rồi. Khi mà nó về mức tám mươi mấy gần 80 á, mình biết nó chạm đáy rồi. Và mình muốn mình tranh thủ cái cơ hội này á để mình vào mình leverage. Thì lúc này á mình sẽ không vào thêm xe nữa. Bởi vì nhiều khi lúc đó các anh chị em không có đủ tiền để mình vào thêm xe, mình kéo kéo cái số vốn xuống. Và thêm một cái phần nữa là nhiều khi cái cơ hội nó tốt để các anh chị leverage mình lấy cái percentage tiền lời nó cao hơn là percentage nếu như mà xe nó đi lên. Thì lúc này mình sẽ swing for leverage. Thì cái đó nó sẽ là một cái position nó cùng hướng với lại cái main position của mình. Và cái swing for leverage này nè, nó chỉ tối đa là 30% của cái lệnh swing hedge mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì á lỡ mà các anh chị không lại bắt đáy đứt tay tiếp mình lại bắt giao rơi tiếp thì lúc này cái hedge này nè nó vẫn cứu vãn được phần nào cho cái position của mình còn nếu như mà bây giờ mình cứ cắm đầu mình vào mình lốt, mình lốt lon đi lên mình lốt bắt đáy bắt đáy, mình lốt lon đi lên mà mình quên mất hedge mình hedge không đủ hoặc là mình vào main position xong mình vào hedge 10% xong rồi mình vào cái swing for leverage này nè mình lại vào bằng gấp đôi cái phần hash. Cái tự dưng cái nó lỗ thì bao nhiêu hash cũng không đủ bù được cái 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 lệnh leverage này của anh chị. Chứ đừng nói chi là là đủ bù cái main position. Thành ra câu hỏi đầu tiên, tiền ở đâu? Để từ đó làm gì ạ? À? Mình biết cái cách mình sizing theo cái chức năng của cái lệnh. Và cái cách mà sizing này nè, nó phần nào nó mang tới một cái ý nghĩa nó khá là đúng với cái cách mà các anh chị vào day trade luôn ví dụ như là các anh chị giữ quá nhiều các cái lệnh uh, day in các cái lệnh lon thơm là uh, là các cái lệnh uh, những cái xe lon thơm nè hay là những cái lệnh xuyên là những cái lệnh xuyên bắt đáy cho market đi lên thì khi mà các anh chị day trade á một cái setup an toàn hơn cho các anh chị sẽ là gì ạ à? một cái setup an toàn hơn cho các anh chị là các anh chị canh những cái kháng cự để các anh chị push xuống bởi vì sao ạ? À? Bởi vì lúc đó lỡ mà market nó đi xuống á, thì cái account của các anh chị nó đã lỗ rồi. Thành ra bây giờ nếu mà mình day trade á, mà mình push xuống á, và dĩ nhiên là push xuống đây là mình phải canh mình có cái setup mình mới push xuống chứ không phải là cái ngày hôm đó market nó cứ đi lên mà mình cứ canh mình push là không được. Nhưng mà cái mà Kim nói ở đây á, tức là nếu như mà nó các anh chị thấy cái setup cho day trade các anh chị vừa thấy setup long và vừa thấy setup short luôn thì cái an toàn hơn cho các anh chị nếu mà các anh chị giữ quá nhiều lon á thì các anh chị nên ưu tiên vào những cái những cái setup mà nó đi xuống khi mà các anh chị đã thấy nó cần phơm đầy đủ setup bởi vì sao ạ à? bởi vì á, từng cái lệnh trade ngắn của mình nó sẽ là những cái lệnh mà giúp cho chúng ta có thể kiếm thêm tiền mình bù qua được những cái lỗ cho các cái lệnh dài hơn Ví dụ như là các cái lệnh xuyên ngắn thì nó sẽ giúp mình kiếm được tiền để mình bù lỗ cho lon thơm nếu như mà chúng ta vẫn còn lỗ. Hay là những cái lệnh day trade sẽ là những cái lệnh mà nó giúp cho chúng ta kiếm được tiền để bù qua những cái lệnh xuyên khi mà mình vẫn còn đang đợi những cái lệnh xuyên nó có lời lại. Hay là những cái lệnh lon thơm mà vẫn còn đang đang pending. Thì cái đó là cái mà các anh chị cần phải ghi nhớ. Cái position mình đang vào với cái vai trò nó đang là hết hay nó đang là leverage. Rồi, thì á, cái này, cái này, ờ sao không thấy? Cái slide này nè, mình sẽ nói về từ đây á, mình biết được cái vai trò của lệnh xuyên. Và trong đó có một cái mà rất là nhiều người quan tâm và rất là nhiều các anh chị cần, đó chính là hedge mà hedge ở đây á có nghĩa là sao ạ có nghĩa là mình mua insurance cho các cái position của mình khi mà các anh chị đang chơi một cái trò chơi mạo hiểm các anh chị đã mua insurance chưa khi mà các anh chị đã vào những cái vào stock á, hay là các anh chị vào một cái business vào một cái investment hay là vào một cái tree một cái game plan nói chung tức là luôn luôn nó có rủi ro mà khi đã có rủi ro thì các anh chị đã hedge chưa và các anh chị cần phải hết như thế nào cho đúng. Một cái position á, mình giữ có giá trị là 300 ngàn. Không thể nào các anh chị vào put một con. Chỉ vào put một, một cái position put, chỉ có một cái option put được. Hay là một cái position á, mà các anh chị đang có, các anh chị đang ôm, toàn là QQQ không. Thì các anh chị nên hash bằng QQQ chứ không phải là các anh chị lại nhảy vào các anh chị mua mua spy hedge spy tại vì sao tại vì nếu mà các anh chị theo dõi các anh chị sẽ biết là các cái percentage ở trong spy nó đã bỏ qua những cái nhóm stock mà ít rủi ro hơn ví dụ như là ngày xưa những cái con stock mà ở trong QQQ, những cái con stock mà thuộc về technology nó chiếm trong spy rất là nhiều nhưng mà bây giờ thì cái số percentage nó rút lại nó chỉ còn có khoảng chừng 30 ba mấy phần trăm thôi. Và còn lại á, thì SPY nó vẫn để rất là nhiều vào trong các cái nhóm Stables hay là Defensive hay là Dividend hay là những cái nhóm Industrial, những cái nhóm khác mà nó tương đối nó Stable hơn. Thì thành ra khi mà các anh chị hết có những cái câu hỏi như thế này. Thứ nhất, mình hết cái gì? Thứ hai, mình hết bao nhiêu? Thứ ba, mình hết bao xa tức là cái inspiration cho các cái hash của mình đó, nó bao xa thì đó là ba cái mà chúng ta cần phải biết trong cái phần hash thì khi mà các anh chị nhìn kim sẽ tạm kim lấy cái 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 um, kim lấy cái ví dụ về spy và các anh chị có thể dùng cái ví dụ này áp dụng cho bất kỳ một cái con stock nào luôn để mình trả lời được cái câu hỏi là mình sẽ hash bao nhiêu và mình hash bao xa thì như các anh chị thấy á cái ticker này của mình spy này nè hay là cái market này nè nó đang đi trong một cái nêm cực kỳ bự nó có một cái kháng cự cực kỳ mạnh và đó có một cái hỗ trợ cực kỳ mạnh đúng không nào thì bây giờ khi mà các anh chị hash á, các anh chị sẽ hash như thế nào khi mà con spy á nó chạm tới những cái đường kháng cự mạnh của nó. Thì lúc này tại những cái điểm này nè, chúng ta sẽ vào hết nhiều và hết xa. Chúng ta sẽ vào hết bao nhiêu ạ? Chúng ta sẽ vào, mình hết vào, ví dụ như là mình sẽ hết vào phần 5% đến 10% cái số vốn. Đây, hết 5 đến 10% cái số vốn của main position. Các anh chị xác định được cái main position của các anh chị cái số vốn là bao nhiêu thì các anh chị sẽ tính ra được 5 tới 10% của nó trị giá là bao nhiêu tiền và các anh chị vào hết. Tại vì sao những cái điểm này các anh chị sẽ vào 5 đến 10% và các anh chị vào xa. Và hơi khác một tí. Khi mà spy hoặc là khi cái ticker mà các anh chị đang theo nó về những cái đường support nó tụt và nó tụt về những cái đường support ví dụ như ở đây hay là ví dụ như là cái hỗ trợ hỗ trợ mạnh ở đây khi nó về những cái đường này và nó làm những cái dấu hiệu giả ví dụ như là break giả qua thì lúc này mình cũng phải vào hedge nếu như mà nó nó có cái phá vỡ giả ở đây nhưng mà mình hedge bao nhiêu mình chỉ hedge có 2% phần trăm thôi một 2 phần trăm thôi và mình đi vào một cái thời gian ngắn mình hedge trong một cái thời gian ngắn tại vì sao ạ tại vì sao ở trên này mình hết nhiều và hết xa trong khi ở dưới này mình hết ít và hết ngắn tại vì á một khi á mà cái con stock này nè nó chạm vào những cái đường kháng cự mạnh này nè thì cái khả năng á mà nó bull back nè khi mà nó chạm kháng cự mạnh nè là bên phe gấu Bear đang đang đứng đợi bên supply zone đang đứng đợi để người ta short nó xuống thành ra cái xác suất á mà nó đi xuống á, sẽ rất là nhiều và rất là cao nhưng mà á, có phải là nó đi xuống là nó nó rớt một mặt xuống không không, tại vì sao tại vì để nó đi, nó ráng nó leo lên được cái đường kháng cự này nó đã phá vỡ qua biết bao nhiêu là những cái đường kháng cự ở dưới và bây giờ những cái đường kháng cự ở dưới á, nó đóng vai trò là những cái đường hỗ trợ và những cái đường hỗ trợ đó có khi là những cái đường hỗ trợ mạnh thành ra đó khi mà mình hết ở những cái điểm này nè, mình hết mình sẵn sàng hết 5%, 10%, và mình hết xa là bởi vì sao? là bởi vì á, lỡ mà nó không có xuống liền mà nó đi xuống và nó gặp những cái đường hỗ trợ này nó đi chớp bi một thời gian và sau đó thì nó mới đi xuống tiếp thì á, khi mà chúng ta hết xa thì nó sẽ giúp cho chúng ta được như thế nào ạ? À? khi mà chúng ta hết xa thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái gì ạ? À? nó sẽ giúp cho chúng ta có cái à, có cái thời gian mình đỡ bị thê tà cắn và nó sẽ giúp cho chúng ta có thể ăn được nhiều tiền hơn. Còn nếu như tại sao lại cũng cái câu hỏi là tại sao lại là năm mười phần trăm là bởi vì đây là đường kháng cự rất là mạnh nên nếu như mà nó break khỏi cái đường kháng cự này nè, cái khả năng mà bay cao bay xa của nó khá là nhiều thì cái khi mà nó bay cao bay xa như vậy á nó có thể bù lại cái phần lời Của các main position của mình á. Nó có thể nó lên tới Các cái giá trị ví dụ như là 20-30% cho các cái mã stock Thì á, lúc này Nó có thể nó bù lại cái phần lỗ 5%-10% Mà chúng ta đã vào Để chúng ta hedge Bởi vì hedge là insurance Còn lỡ mà nếu mà nó xuống á, Theo đúng cái plan hedge á, Thì lúc này chúng ta sẽ ăn lại nhiều Thành ra ở những cái điểm Cái đường kháng cự này nè các bạn vào hết từ 5 đến 10% số vốn và các bạn hết xa. Nhưng mà tại sao ở cái điểm mà ngay gần cái support này nè, các bạn lại hết ít vậy? Chỉ có 1% hay là nhiều lắm thì 2% và các bạn hết gần. Tại vì sao? Tại vì đây là cái đường support rồi. Nếu như mà cái phá vỡ, cái phá vỡ lần này của nó là một cái, nó từ một cái phá vỡ, nó trở thành một cái phá vỡ thật. Nó thủng qua cái support này thật thì lúc này sao à chúng ta sẽ thấy một cái capitulation chúng ta sẽ thấy market nó xả hàng dữ dội tại vì sao tại vì khi mà cái dấu hiệu cái đường support mạnh mà bị break rồi lúc đó từ những cái retail những cái investor lớn những cái institutional investor cho đến retail investor họ sợ hãi và họ đi risk họ sẽ họ sẽ chạm những cái stop loss của họ và họ sẽ không muốn giữ cái position này nữa Và họ sẽ đồng loạt xỏ hàng, xả hàng Vì vậy khi mà các bạn chỉ cần các bạn hết 1-2% thôi Mà nó xả hàng và hết gắn Thì nó sẽ mang lại cho các bạn một cái big win Còn nếu như mà các bạn hết nhiều hơn Lỡ nhiều khi ở đây nó chạm cái support Nhưng mà nó đã chạm support sau một cái nhịp rất nhiều Lỡ nhiều khi cái support này có thể là một cái support mạnh Hoặc là một cái support vừa phải sport vừa mạnh thôi chứ không mạnh lắm. Hay là market nó vẫn còn đông cái trang trong cái trạng thái là uncertain. Tại vì sao? Tại vì có nhiều cái news hay là nhiều cái uh, nhiều cái signal uh, về về economic cần phải được đông đếm. Thì lúc này sao ạ? À? Lúc này nó cũng định lên nhưng mà nó sẽ trải qua một cái thời gian nó 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 choppy, nó 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 sai quay, nó sai quay. Rồi nó nó mới đi lên thì cái lúc này sao ạ à? cái lúc này những cái lệnh hết của các bạn á nó chỉ có một 2 phần trăm thôi thành ra đó khi mà cái con sóc nè nó đi ngang rồi đó từ từ nó đi lên đó, nó sai quay nó up, hoặc là nó up lên đó, thì cái phần cái phần lên cái phần hồi này của nó nè cái phần hồi nhỏ này của nó nè thông thường khoảng 5%, phần trăm vài phần trăm 10% phần trăm nó vẫn bù được cho cái hết 1-2% phần trăm của các bạn còn lỡ mà các bạn hết nhiều, các bạn hết 10%, mười mấy phần trăm, các bạn sợ, các bạn thấy trời nó gần nó nó bị phá cái support rồi, các bạn hết ra thiệt nhiều, mà lỡ tự dưng cái nó phá vỡ giả thôi, rồi nó đi sideways, quay nó đi lên, cái tự dưng lúc đó các bạn chỉ ăn về được cái khoảng lên có 5-7% phần trăm, mà các bạn bị lỗ lại 10% phần trăm cho cái lệnh hết, thì cái đó nó không đáng. Thành ra khi mà hết á, mình phải biết được cái main position của mình á là cái số vốn của nó bao nhiêu để mình chọn cái percentage hash và cái strike và cái expiration cho nó đúng. Thì hash nó có hai cái cách để mình hash. Một cái cách là mình sẽ hash bằng cái lệnh buy put. Và cái lệnh hash thông thường ai cũng biết cái common hash là cái lệnh buy put. Ai cũng biết buy put là sẽ bằng hash đúng không? Nhưng mà cái buy put này nè, mình sẽ vào cái buy put này ở những cái thời điểm nào thì được? Ví dụ, những cái thời điểm khi mà nó chạm cái kháng cự mạnh, chạm các kháng cự mạnh. Thì chúng ta có thể vào, chúng ta buy put được. Hay là khi mà nó phá vỡ những cái hỗ trợ, những cái support này nè, thì chúng ta sẽ vào chúng ta buy put được. Và khi mà nó như hồi nãy Kim vừa mới chia sẻ, nó chạm cái kháng cự mạnh thì chúng ta sẽ hết từ 5 đến 10% ở cái expiration xa bằng cái lệnh buy put. Nhưng mà khi mà nó chạm những cái hỗ trợ mạnh thì lúc này chúng ta rút về chúng ta chỉ hết khoảng 1 đến 2% ở cái khoảng thời gian là khoảng 2 tuần đổ lại thôi, 1 2 tuần thôi cho các cái lệnh hết này. Nhưng mà cũng có một cái cách hết khác. Chúng ta có thể hết là hết bằng sell call dành cho các bạn mà các bạn đã có xe các bạn có xe thì các bạn mới hash bằng xe kho hay là các bạn có một cái longer kho với cái expiration nó dài hơn và cái, cái strike nó ít hơn thì các bạn mới được hash bằng sell kho thì cái hash bằng xe kho này nè không phải là ở cái điểm tròn nào mình cũng vào hash được bằng xe kho mà mình chỉ hash được bằng xe kho khi nào ạ à? Mình chỉ hết được bằng xe kho khi nó chạm những kháng cự mạnh. Những cái kháng cự chéo hoặc là những cái kháng cự ngang mạnh. Thì mình mới hét được bằng xe kho. Còn nếu như mà các bạn đã thấy các bạn đang ôm xe. Mà các bạn thấy xe của các bạn nó rớt quá rồi. Và các bạn muốn hét. Ví dụ như là nó thủng hỗ trợ rồi. Và các bạn muốn hết, Thì lúc này á các bạn đừng hết đừng bao giờ nha đừng bao giờ dùng kim đừng bao giờ hỏi và cũng đừng bao giờ hết bằng sao kho tại vì sao ạ à? tại vì lỡ khi mà nó lên nó chạm những những cái đường nó về những cái đường support này rồi nó đi sideways hoặc là nó 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 break giả thôi nó false break down xong sau đó nó bắn ngược lên thì lúc đó cái sell kho này của các bạn roll forever luôn và bây giờ mình đang trong một cái bear market Lỡ mà các bạn roll sell call tới cái ngày các bạn ăn á, cái market nó rớt một cái ảnh. Bây giờ các bạn ăn sell call được vài chục hay là vài trăm đồng. Nhưng mà position share của các bạn lại tiếp tục bị lỗ thêm vài ngàn thì sao? Thành ra cái buy put thì hồi nãy mình vừa mới giải thích, nhưng mà cái sell call dành cho các anh chị em mà mình biết về sell call hay là mình có chơi về sell uh, mình mình có share hay là có clip call thì các bạn chỉ nên hết bằng sao kho khi mà vào những ngày xanh và nó chạm các cái mốc kháng cự kháng cự mạnh của nó thì các bạn sẽ hết ở những cái level resistance những cái next resistance level ở những cái khung giờ mạnh hoặc là có một số cái các cái cách mà các bạn chọn strike thì các bạn nào mà các bạn có tham gia vào pi các bạn có thể nhờ tụi mình trợ giúp hoặc là những bạn nào mà đã tham gia vào những cái lớp học ví dụ như lớp của kim hay là các bạn tham gia vào các cái lớp của uh, seller thì các bạn sẽ biết cái cách hash thì đó là cái point mình hash bằng sell call và nếu như các bạn không có share mà các bạn chỉ có những cái position khác Ví dụ như các bạn có những cái position như là um, Naked Call nè Các bạn có những position long với option Thì lúc này các bạn có thể hedge bằng cái gì ạ? À? Các bạn hedge bằng Credit Call Cũng vẫn được Thay vì mình hedge bằng Sell Call Thì mình hedge bằng Credit Call Nó cũng sẽ là Mang đến cho các bạn những cái tỷ lệ win uh, Những cái percent risk and reward Nó xứng đáng Và nó cũng đỡ cái risky Hơn là các bạn nhét những cái Sell Call vào Nãy giờ thì mình nói về các cái sizing nè, mình nói về hết rồi. Bây giờ mình tới cái yếu tố thứ tư, đó chính là cái yếu tố về stop loss hay là cái yếu tố về take profit. Thì cái stop loss hay là take profit ở đây nè, nó có hai cách. Và các bạn chọn hai cách này tùy thuộc vào cái gì ạ? Tùy thuộc vào các bạn có biết TA hay không là cái thứ nhất cái thứ hai nữa đó là các bạn có uh, các active được trong cái thời điểm các bạn cần take profit hay là stop loss hay không nếu như mà các bạn không biết ta hoặc là không thật sự giỏi về ta uh, hay là tại thời điểm mà các bạn cần stop loss hay là take profit các bạn bị bận Ví dụ như là các bạn vào một cái lệnh day trade mà lỡ lúc đó các bạn cần phải chở con đi học hay là các bạn bận một cái gì đó, các bạn cần phải làm việc hay là vì bất kỳ một cái gì đó xảy ra, các bạn cần phải làm. Thì sao ạ? Thì lúc này á các bạn sẽ take profit hay là stop loss dựa theo cái khả năng chịu đựng rủi ro của các bạn. Và cái khả năng chịu đựng rủi ro này nó sẽ bằng percent. Các bạn sẽ tính bằng percent. Thì cái max một cái account á có thể loss một ngày á sẽ là 5%. Đây là cho một cái account trung bình. Tức là một cái account khoảng tầm 20.000 trở lên á thì cái max loss cho các bạn á, sẽ là 5% account cho một ngày là max maximum là 5% account. Tại vì sao là 5%? Tại vì nếu mà các bạn mất 5% của ngày hôm đó Ngày mai các bạn vẫn còn 95% và các bạn chỉ cần grow được khoảng tầm uh, 5% của 95% thôi là các bạn có thể hồi lại được cái account của các bạn 100%. Còn nếu như các bạn có mất loss nhiều hơn, các bạn mất loss chẳng hạn như 20% đi. Account của các bạn chỉ còn 80%. Thì có nghĩa là những ngày sau các bạn phải hồi cái số vốn 80% đó, các bạn phải hồi lên được 25% các bạn phải build up được 25% over account trong một ngày thì các bạn mới về bờ được. Thành ra cái max loss cho một cái account chỉ nên là khoảng 5% cho một ngày. Và như vậy nếu mà chia theo khả năng chịu đựng rủi ro thì các bạn tính các bạn vào bao nhiêu lệnh một ngày thì các bạn cứ thấy đó các bạn chia ra các bạn sẽ ra được cái phần trăm loss maximum cho một lệnh. Ví dụ như các bạn vào 5 lệnh một ngày thì một lệnh của mình sẽ maximum cái số tiền vốn á là nó khoảng tầm là 1%. Cái account chứ không phải là 1% cái tiền vốn của lệnh nha, mà là 1% tiền vốn của account một ngày. Thì cái này ví dụ như, hồi nãy cái ví dụ là mình có 10.000, mình vào mình day trade 1.000 mỗi lệnh. Thì cái 1% trăm của cái account cũng nguyên cái account ví dụ như là account 10.000 đi, thì cái 1% của nó là 100 đồng. Thì như vậy cái max loss á, của cái 1 ngàn đó Nó sẽ là 100 đồng Có nghĩa là 10% của một lệnh Thì đó là cái cách ví dụ để các bạn hình dung Và nếu mà các bạn có TA á, Và các bạn có khả năng control được lệnh của mình á, Thì willing Mình sẽ theo sát TA Và theo Kim thấy á, Cái cách mà mình cắt loss hay là take profit hiệu quả nhất á, Là theo price level nếu mà các bạn theo những cái trường phái ví dụ như các bạn theo trường phái Indicator hay là các bạn theo trường phái Bollinger Band hay là theo một cái trường phái nào đó thì các bạn có thể áp dụng nhưng mà Kim đã so sánh nhiều cái cách mà mình nhìn vào TA để mình Stop Loss, Take Profit thì cái cách mà Stop Loss hay Take Profit hiệu quả nhất là theo Price Level và khi mà các bạn theo các thuyền trưởng ở trong Thai thì thông thường các bạn sẽ thấy là tất cả các thuyền trưởng ở đây đều đưa cho các bạn những cái level rất là rõ ràng thì cái cách mà mình take profit hay là stop loss nó sẽ là như thế nào. Stop loss khi mà nó break ra khỏi cái price level và nó confirm đóng nến. Khi mà nó đóng nến là nó break ra khỏi cái price level, ví dụ như các bạn vào một cái lệnh long. BA mình thấy BA đang trend lên, mình vào mình long. Thì khi mà BA này nó rớt xuống cái level này nè thì mình cắt loss và nó cần đóng nến thì mình cắt loss mình đợi nó xuống tới cái level thứ hai mình vào lại nó break cái volume level thứ hai mình đợi vào lại cái level này cái range này và các bạn sẽ hack profit tương tự ví dụ như các bạn vào một cái lệnh put thì khi mà các bạn put từ trên này các bạn put xuống đây thì đây sẽ là điểm các bạn take profit đầu tiên và các bạn chừa free run hoặc là các bạn scale bớt profit và các bạn để stop loss cài trail stop hay là các bạn cài stop loss để mình có thể là mình À, mình tiếp, mình ăn thêm được profit ở những cái level tiếp theo thì mình phải xác định được cái price level và stop loss hay là take profit theo level sẽ là một cái cách hiệu quả nhất mà các bạn không bị không có bị quét stop loss nào, hay là các bạn không có bị không có bị bỏ mất mình không có đi, bị vào cái tình trạng là gồng lỗ hay là mình không có bị cái tình trạng là ăn non có nhiều người họ bị gồng lỗ là như thế nào ạ có nhiều người họ vào cái tình trạng gồng lỗ là do họ thấy nó break cái level đầu tiên rồi mà họ vẫn ráng họ gồng. Thành ra là nó bị rớt tới những cái level tiếp theo thì cái position của mình nếu chưa option có thể là nó thua nó thua lên tới 50-60% thì các bạn thì các bạn lúc này các bạn sẽ rất là khó các bạn stop loss được cho nó có hiệu quả và bảo vệ được account Thì như vậy nãy giờ À, một tiếng thì Kim đã thông qua cho các bạn hơn một tiếng Kim nói qua cho các bạn những cái gì ạ Cái đầu tiên trong một cái hệ thống à, Một cái hệ thống mình quản lý rủi ro hiệu quả Tức là mình phải biết được cái position của mình Tổng cái số vốn của nó là bao nhiêu Và cái thứ hai nữa đó Là gì ạ Cái thứ hai nữa đó là mình phải biết cái cách sizing Cho nó đúng Và cách sizing nó phụ thuộc vào account nè nó phụ thuộc vào cái phong cách trade của các bạn nè và nó cũng phụ thuộc vào cái gì ạ à? nó phụ thuộc vào cái chức năng của các cái cái lệnh của các bạn đi vào cái thứ ba nữa là mình học cái cách hash và cái cách hash này nó khác nhau ở trong điều kiện nào cách hash này nó khác nhau ở cái việc mình hash ở kháng cự hay là mình hash ở support nó khác nhau ở cái việc là mình nên hash bằng một lệnh seller hay là mình nên hash bằng một lệnh buyer và cái cuối cùng á, mình vừa mới đề cập á, là mình đề cập về cái mấu chốt của cái việc stop loss là take profit các bạn nên uh, take profit hay là stop loss dựa vào price level hơn là dựa vào các cái chỉ báo khác thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ win rate cho các bạn lên thì trading á, sẽ là một cái trò chơi của dành cho những ai kiên nhẫn hơn thì người đó sẽ được cái chiến thắng uh, bây giờ đó thì uh, các bạn nào có câu hỏi cho Kim không? Thì Kim sẽ trả lời nhanh một vài câu hỏi bởi vì sau đó là sẽ có phần homework của Eric. À cho nên là Kim sẽ trả lời nhanh một vài câu hỏi thôi rồi mình nhường cho Eric để Eric à, mình mình trả lại, mình trả lại sân khấu cho Eric để Eric làm homework. Các bạn nào có câu hỏi gì cho Kim không nào? Các bạn có thể mở mic để mình nói nha. Ờ à kim thấy có một số bạn đang typing kim Alo. dạ yeah, em đây yeah. nếu mà mình có cá account cao á thì mình đâu có sell kho được đúng không à, đúng rồi nếu mà anh chỉ có cá account cao á thì anh sẽ không sell kho được anh chỉ buy put được thôi nhưng mà với những ai mà đang chơi cash account thì Kim khuyên các anh chị mình chơi cash account mình nên fix vào cái day trade only Ví dụ như là các anh chị có 10.000 hay là có 15.000 mà mình mình chơi á, mình 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 chơi mình nghĩ là ồ mình chưa có đủ 25.000 thành ra là mình mới biến cái account mình thành cash á. Thì các anh chị chỉ nên chơi day trade only. Còn nếu như mà các anh chị đang nghĩ là à với cái 15.000 đó mình sẽ lấy 5.000 mình chơi cash à mình chơi day, 10.000 mình chơi swing hay là hay là mình mình chia ra nhiều loại lệnh á thì á tốt nhất là mình nên chia làm hai account một account là margin để swing và hai là cái 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 cash account thôi chỉ để đây trade thôi tại vì sao tại vì khi mà các anh chị chơi swing như kim vừa mới nói hồi nãy á, bây giờ mình swing mình không thể nào mình swing by call by put only được mà mình phải thông thạo mình phải linh động như các loại option mà chỉ có cái margin account nó mới có thể cho các anh chị vào các cái loại lệnh mang lại cái rủi ro thấp mà cái reward nó tương xứng được để swing trong cái thời gian này cho nên là các account chỉ dành để đây trade only nha. cảm ơn câu hỏi của anh. Ờ, rồi như vậy chị Kim. Dạ. Chỗ Ch 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 thăm tí xíu cho Kim. chị Kim nói vậy là cash account mình đánh option vẫn được ừ. hả chị Kim? Đúng rồi, cash account là mình đánh được ừ. buy call buy put, chỉ buy call buy put thôi. <laughs> Ví dụ dưới 15 ngàn thì nó có cho mình đánh bao nhiêu không hay là bao nhiêu lần trong một ngày không hay là sao chị? À, các anh chị em đánh bao nhiêu lần cũng được Miễn là nó sẽ tính như thế này là Khi mà cash account có nghĩa là tiền của mình một khi đã vào lệnh á, Thì nó sẽ thách khoảng 24 cho đến 72 tiếng để nó đồ Thì có nghĩa là sao? Ví dụ như bây giờ cao anh có 10 ngàn anh vào một cái lệnh đầu tiên là 2 ngàn Thì khi mà anh bán cái lệnh đó ra Giả sử anh được 3 ngàn thì á cái 3 ngàn đó ngày hôm sau nó mới trả vô account cho anh. Thì trong cái ngày mà anh đang trade á, anh chỉ còn lại 8 ngàn để anh vô lệnh mới thôi. Thì cái đó là sự khác biệt giữa cash account và margin account. Như vậy thì á, với cái 10 ngàn đó anh muốn vô bao nhiêu lần cũng được, bao nhiêu lệnh cũng được. Miễn là nó trong vòng cái cái số 10 ngàn đó là được rồi. Ok, cảm ơn chị. Dạ, không có gì ạ. À, rồi à, bây giờ thì Kim sẽ Cảm ơn các anh chị em Mình kết thúc cái talk show chia sẻ của mình ở đây Hy vọng là các anh chị em sẽ à, Có thể là các anh chị em Có được nhiều cái vận dụng Mà phù hợp với account của mình Tại vì sao mà Kim lại có cái talk show này Tại vì ngày mai á, Mình sẽ biết là spy nó make a break ở ngay cái kháng cự quan trọng của nó và ngày mai sẽ là ngay cái lúc các anh chị có thể ứng dụng được những cái thủ thuật như là swing nè, swing for hedge hay là swing for leverage và các anh chị em có thể ứng dụng được cái việc mình phân chia account hay là các cái ứng dụng về stop loss hay là take profit thì tất cả những cái ứng dụng đó vào tuần này hay là cụ thể là ngày mai các anh chị sẽ ứng dụng được liền. Cảm ơn các anh chị em đã tham gia.